Chào mọi người, rất vui được đón tiếp mọi người đến với kênh của Xuân nha. Hôm nay nhà Xuân thì mình ăn thịt cá nhiều, đôi khi cũng ngán, thì hôm nay Xuân muốn chia sẻ một chút về món salad rau ngon, lành và dễ làm. Và món salad này thì chắc có lẽ là tất cả chúng ta đều biết và mỗi nhà có một cái cách làm khác nhau. Hôm nay thì Xuân muốn chia sẻ với các bạn về món salad rau của nhà Xuân, không biết là nó có cái gì thú vị thì mời mọi người cùng nghe tiếp nha. Để bổ sung rau vào bữa ăn của bạn, không có gì lý tưởng hơn là món salad. Để học cách chọn salad ngon, hấp dẫn và rất đơn giản, chỉ cần các bạn chọn được thực phẩm tươi, phối hợp các loại gia vị một cách khéo léo và đặc biệt là chuẩn bị được nước sốt phù hợp sẽ tạo nên một món ăn ngon bổ dưỡng cho cả nhà. Đây là món salad đơn giản nhất và cũng không kém phần hấp dẫn cũng như là ngon miệng. Và để thực hiện món này một cách hoàn hảo và ngon miệng thì bí quyết có món salad ngon chính là ở dầu giấm. Mời mọi người cùng tiếp tục với Xuân nha. Và phải nói trên thị trường hiện nay có rất nhiều thứ để mà mình làm món salad này. Trong đó thì phải kể đến là salad trộn dầu giấm, rau củ, salad dưa leo, salad giá đỗ, salad súp lơ xanh, salad nấm kim châm, salad đậu bắp, vân vân và vân vân. Với món salad của nhà Xuân ngày hôm nay, đây là món salad rất đơn giản và dễ làm, đặc biệt là cũng không kém phần ngon miệng và hấp dẫn. Để thực hiện một cách hoàn hảo thì đầu tiên Xuân muốn chia sẻ với mọi người là Xuân có ở đây là 300 g salad, 2 quả trứng gà, 2 trái cà chua cũng như hành phi, dầu ô liu 50 ml, giấm 2 muỗng canh, hành tím 1 củ, muối nửa muỗng cà phê, tiêu nửa muỗng cà phê, mù tạt vàng 1 muỗng canh. Mời mọi người cùng tiếp tục với Xuân. Cách làm: hành tím thì các bạn hãy bóc vỏ, sắc nhỏ, cho vào tô lớn cùng với mù tạt và giấm. Dùng cây đánh trứng nhẹ hỗn hợp hành, giấm và mù tạt. Các bạn không có cây đánh trứng thì cũng có thể đánh bằng đũa hoặc muỗng. Cho từ từ dầu ô liu vào tô, vừa cho vừa khuấy đều để dầu giấm hòa quyện vào nhau. Rắc nửa phần tiêu và nửa phần muối, tiếp tục đánh đều. Và 2 quả trứng sau khi mình luộc thì mình sẽ xắt múi cau như thế này, cũng như là cà chua mình sẽ xắt thành những miếng theo khẩu vị của gia đình mình. Rồi chúng ta sẽ cho salad vào một tô lớn, rắc nửa phần tiêu và nửa phần muối còn lại, cho dầu giấm vào rau, dùng tay trộn đều trên bày salad, trộn ra dĩa. Như vậy là xong thôi mà. Y quên, Xuân cũng cho vào đây là 1 muỗng rưỡi hành phi, trong nhà Xuân còn chút giá Xuân cho vào luôn. Và như vậy là món salad của chúng ta đã hoàn thành rồi. Mọi người thấy có hấp dẫn không nè? Rất là ngon luôn nha. Các bạn thấy có dễ không nào? Chỉ với một chút thời gian mà chúng ta đã hoàn thành món salad tươi ngon, cực kỳ tốt cho sức khỏe rồi. Tuy nhiên với món salad này, các mẹ phải chọn cà chua và rau tươi sạch để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho cả nhà nhé. Và bây giờ Xuân muốn mời mọi người cùng thưởng thức món salad nhà Xuân hôm nay nha. Phải nói là nó chua chua nhẹ nhẹ và nó hòa quyện vào với những nguyên vật liệu có trong đây, như trứng nè, cà chua nè, một chút giá, có xíu chút giá à, tại phần giá này là giống như nhà Xuân còn chút Xuân bỏ vô luôn,
và xà lách nó hòa quyện với cái dầu giấm mà mình trộn á, ăn nó trời ơi nó ngon gì mà nó ngon luôn á, ăn đã lắm. Xuân có thể ăn món salad này không cần ăn cơm luôn, quá đã luôn mọi người ơi. Và như vậy là video của Xuân đã hết rồi. Rất chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và luôn đồng hành cùng kênh Năm Xuân. Kính chúc mọi người ngày mới tốt lành, vạn sự như ý. Quý vị thấy video này hữu ích, xin hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video sau của Xuân nha. Hầu giúp Xuân có thể tự tin, mạnh dạn để chia sẻ những món ăn ngon từ nhà Xuân. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye!